Rồi sắp đầu câu Đức Huy xin chào tất cả các anh em nha. Bữa nay mình về được mấy con máy lớn nha anh em. Máy xài khủng không á. Thì giá trên đây là giá chưa bao gồm phí ship. Phí ship là đồng giá 30k nha. Anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Thì bây giờ mình sẽ lên giới thiệu từng con cho anh em nha. Thì đầu tiên mình giới thiệu cho anh em là cái dòng Shimano Ambejet cho anh em 9000EX. Thì con này nó có 3 bột đạn nha, ratio của nó là 3.2. Đó, con này là con đuôi chuột nha anh em. Đó. Tay quay thì đổi trái phải được nha. Máy hoạt động rất là êm nha anh em. Đó. Siết bên xả bên là mình xả cái đuôi nhanh anh em. Con này thì có cốc trợ lực. Đó, anh em thấy không? Cốc chà bá ha. Máy thì mô bin là mô bin sống nha, gạt cước ok ha. Mô bin là mô bin sống. Đó, con lăn còn ok nha anh em, còn lăn luôn nha. Thì con này nó có thông số như sau, thì thông số dây thì dây số 20 là do 125 m, dây số 18 là do 550 m, số 16 là 170 m, số 14 là 200 m, số 12 là 220 m nha anh em. Đó thì con này nó có size thật tương đương khoảng 18.000 nha. Tương đương khoảng 18.000 nha anh em, xem ngoại hình nó còn khá đẹp nha anh em. Đó. Còn rất là đẹp ha. Đó. Rồi thì mình bán con máy này cho anh em với giá là 2 triệu rưỡi nha. Giá 2 triệu rưỡi. Giá chưa bao gồm phí ship nha anh em, máy là made in Japan đàng hoàng nha. Đó. Máy rất là đẹp nha. Anh em xem nè ha. Đó, chung là rất chạy là hầu như là không có nha. Rồi 2,5 triệu con máy số 1 MZ ha, con size 18.000. Tiếp theo là mình giới thiệu cho anh em là dòng Daiwa ha, dòng Daiwa Milian SS 9000RD. Thì con này cũng có 3 bột đạn anh em. Đó. Còn đây dòng Daiwa này thì nó có cái xả nhanh nha anh em. Đó, nó có xả nhanh. Tay quay thì tay quay đỡ trái phải nha anh em, đổ tay trái thì nhận nút này thôi. Made in là made in Japan nha. Đó. Mô bin là mô bin sống nha. Dạ, cước ok. Anh em mở cối ra thì bật lên đây. Dặn qua nghe kêu cốc. Đó, cốc thì mình lấy ra thôi nha. Cối đó là có trợ lực nha anh em, có trợ lực. Ha, máy này là full kim loại hết, có trợ lực. Size con này cũng là 18.000 nha anh em. Dây số 18 là vô 140 m. Dây số 16 là 170 m, 20 là vô 125 m. Đó. Mấy cái dòng này thì dòng có cái Bentoner nó sẽ nhanh nha. Đó. Rồi anh em nhận không được ha, nhưng mà bật hạ xuống là mình xả nhanh nha. Đó. Anh em xả mô bin thì cứ xả cái đuôi này thôi nha. Đó. Máy hoạt động rất là ok nha anh em. Con ăn còn ok luôn nè. À, đó. Rồi, con máy này mình bán cho anh em với giá là 2 triệu 3 năm chục nha. 2 triệu 3 năm chục cho con máy Daiwa SS 2000 9000RD nha. Đó, size 18, size thực 18.000 nha. Đó, anh em xem ha, ngoại hình ha. Thì nói chung là cối cũng có xước sát nhẹ nha anh em. Đó. Anh em xem ha. Đó, máy ok nha. Rồi 2,35 triệu. Tiếp theo cũng là một con SS 9000RD luôn ha. Nha, con này thì có nó xước sát hơn nhiều hơn chút xíu ha. Cối được nó không được đẹp hơn chút xíu nha anh em. Đó, cối nó cũng không được đẹp hơn chút xíu. Hoạt động thì như nhau ha, hoạt động thì như nhau nha anh em. Mô bin thì mô bin sống, gạt cước ok, con lăn còn sáng bóng vẫn xây nha anh em. Đó. Tay quay gạt, tay quay đổi trái phải, xả cước xả bên như là ở ở sau hết nha. Đó. Máy hoạt động rất là trơn tru ha. Đó. Đó. Cốt có ok hết ha.
chế độ tắt tiếng luôn nha anh em. Đó. Rồi con này mình bán cho anh em là 2 triệu 250 nha, 2 triệu 250 cho con máy Daiwa SS 9000RD nha. Những dòng này rất là hiếm nha anh em, đó, anh em lâu lâu mới về nha. Rồi tiếp theo giới thiệu cho anh em là dòng một con MBZ ha, MBZ 7000, thì con số 1 nãy là 9000, con này là con số 4 là 7000. Đó, con này là size của nó là tầm khoảng 12 13 ngàn nha anh em. Đó, con này có bật đạn đàng hoàng, ratio của nó là 3.3, thì con này nó có khác cái dòng của thằng 9000 là nó cũng có bên tuner nha anh em. Thở nhanh nha. Đó, thở nhanh. Nhưng mà cối cốt là vẫn là mở trên đầu nha, chứ không phải là như con Daiwa. Đó, tự lực đàng hoàng ha. Ship bên nè. Đó, con này thì tay quay đổi được trái phải nha. Tay quay đổi được trái phải. Máy hoạt động ok nha, con lăn còn lăn nha. Đó, đổi qua tay trái thì anh em dặn này đổi, có cục độ lực nha anh em. Rồi thông số dây thì con này dây số 10 là vô là 220 m ha. Dây số 8 là 250 m. Đó thì con này nó có size thật tương đương khoảng 12 13 ngàn. Đó. Máy thì hoạt động rất ok, ngoại hình cũng còn khá, anh em cũng có trầy xước nha. Là có trầy xước nhẹ đây ha. Có được ok nha. Đó, có là không bị muối ăn gì trơn nha anh em. Rồi con này mình bán cho anh em với giá là 1 triệu 3 nha. 1 triệu 3 giá chưa bao gồm phí ship nha anh em. 1 triệu 3 giá chưa bao gồm phí ship. Phí ship là đồng giá 30k. Anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Tiếp tục con số 5 nha anh em. Con số 5 là con Abu Cardino ha, 759. Thì con này nó có size thật tương đương là khoảng 12 13 ngàn nha anh em. Đó, dây số 0.6 nè. 0.6 là vô 160 m ha. Dây số 0.5 là 240 m. Đó. Con này có trợ lực nha anh em, có trợ lực. Đây con này là full kim loại. Mô bin là mô bin sống nha. Đó. Giặt cước ok, con lăn còn ok nha. Đó. Con lăn thì cái này anh em về là lấy nhám đánh lại nha, xéo nha anh em. Đó. Máy thì hoạt động rất ok nha, máy hoạt động rất ok. Đó. Đuôi chuột nha, xả bên là xả với đuôi chuột nha anh em. Tay quay thì đổi được trái phải nha. Anh em đổi bên tay trái thì dặn nút này qua đổi qua thôi nha anh em. Đó. Con này thì made in Japan. Con này thì kháng mặn nha, thích hợp cho anh em câu biển được luôn nha anh em. Con này kháng mặn nha anh em. Đó. Rồi, con này bán cho anh em với giá là 1 triệu 2 nha. 1 triệu 2 giá chưa bao gồm phí ship nha, phí ship đồng giá 30k. Đó. Con này có bật đạn đầy đủ cho anh em. Đó. Con này nó chống chịu mặn được nha anh em. Đó, thích hợp cho anh em câu biển. Máy hoạt động rất êm nha. Đó. Mô bin là mô bin sống. Rồi, 1 triệu 2 nha, con số 5 giá 1 triệu 2 giá chưa bao gồm phí ship nha anh em. Tiếp theo giới thiệu cho anh em là con Diamond nha, Diamond No 5 nha, Bitcoin No 5 nha anh em. Đó. Máy thì full kim loại nha. Size con này size 10. Dây số 10 là vô 190 m. Dây số 8 là vô 240 m ha. Đó. Dây số 0.5 thì dài là 200 m, 0.45 245 m ha, 240 m, radio là 4.1. Mô bin là mô bin sống. Giặt cước ok.
Con này có chế độ ship càng nha anh em. Đó, chế độ ship càng nè, anh em kéo này qua. Nó cứng xíu nha. Đó. Ha. Qua. Nó cứng xíu. Mà này ít sử dụng quá anh em. Này chắc bị kẹt cái chút shop sẽ xử lý cái này cho nó nhẹ nha. Đó. Máy thì thay quay đổi trái phải nha, thay quay dặn gian nha nè. Đó, thay quay dặn gian nha. Hoạt động thì rất là trơn tru ha. Rất êm nha. Mobile là mobile sẵn. Giặt cứu ok nha. Rồi ngoại hình nha anh em. Đó, em xem ngoại hình còn khá đẹp nha. Đó. Mắt đây là mắt da băng nha. Mắt còn khá ok nha anh em. Size con này thật là khoảng 11 12 ngàn. Đó. Nikon năm. Rồi, con này mình bán cho anh em giá 1 triệu 250 nha, 1 triệu 250 giá cho bao gồm phí ship nha anh em. Đó, giá cho bao gồm phí ship. Con số 6. Tiếp theo mình giới thiệu cho anh em con số 7. Con số 7 thì con này mình trước mình có giới thiệu cho anh em rồi ha. Đợt này mình bán giảm giá cho anh em là để mình bán cho nhanh luôn nha. Thì con này là con Daiwa Super Tournament. Tournament 5.000 nha anh em, SSI. Con này thì không phải cối của nó nha, nhưng mà cối của có cái dòng 3.000 SI nha. Cối của nó là cối của con SSI, còn thân của nó là thân EXI. Đó. Nhưng mà nó cùng dòng với nhau nha anh em. Đó, size thật tương đương nó khoảng 10.000 nha. Dây số 10 là vô 150 m nha anh em. Đó. Máy hoạt động rất là ok ha. Này tua nó rất là nhanh, với bật đạn nó nhiều lắm. Thì cái bật đạn của nó là nó gồm là tới 7 bật đạn anh em. Đó, 7 bật đạn nha. Dây số 10 là vô 150 m, này số 8 vô 200 m nha. Máy thì made in Japan. Nha, Japan ha. Đó. Tay quay thì tay quay gập ha, tay quay đổi được trái phải. Anh em đổi tay trái thì dặn cái nút này nha. Đó, máy rất là nhẹ nha anh em. Rất là trâu bọt. Con này là cối cốt tự lực nha anh em. Đó. Cốt tự lực. Có ABS đầy đủ nha anh em. Đó, có tự lực ha. ABS đầy đủ. Mua sống gạt tốt ok, con lăn ok nha. Con lăn có bạc đạn luôn nha anh em. Đó. Thì con này mình bán cho anh em với giá là 900k nha, giá cho bao gồm phí ship nha anh em. 900k nha. Đó. Size này size 10.000 nha. Đó, rất là ngon nha anh em. Ngoại hình thì anh em xem ha, nói chung là có xuất sắc, có bong tróc cái mấy cái chỗ tem cối nha. Đó. Nhưng mà máy thì nó lực nó ok nè, rất là bền nha, sẽ rất là bền đó. Thì cùng dòng của nó là con này là con EX 9000 nha nè, Daiwa EX 9000 Tournament ha, con số này là con số 8 đó. Con này thì size khủng luôn, con này là size 18.000 nha nè. Đó, dây số 20 là vô 125 m nè, dây số 18 là vô 145 m, dây số 16 170 m ha. Đó, con này bạc đạn tới 12 bạc đạn luôn nè. Đó. Đó, dữ hơn con kia nữa. Ratio của nó là 3.4 nha, 3.4. Đó. Đấy nè. Quá dữ. Tay quay đổi trái phải nha anh em, tay quay là tay quay gập nha. Tay quay đổi trái phải. Cốt là cũng có trợ lực nha anh em. Cái cối của nó là có nguyên khối anh em mày. Anh em thấy độ quang của nó ghê gớm không?
Mô bị là mô bên sóng nha. Cả cước ok, con lăn ok nha. Đó, con lăn có bọc đạn nha anh em. Con này cũng mất in da băng nha. Đó, da băng luôn nha, có mã số đàng hoàng nha anh em. Này nước ngoài nó bán con nó bao mấy triệu bạc anh em. 3 4 triệu bạc con. Mà cũ xem luôn á. Anh em có thể lên mạng tìm ha, tìm hiểu nha, còn ở Việt Nam này thì ít. Thấy ít anh em bán lắm. Thấy ít anh em bán lắm nha. Anh em nào câu biển mua mấy con máy này là câu nóng lạnh luôn anh em. Thì con này cái cối của nó có chỗ bị muối ăn nha anh em, muối ăn nhẹ nha. Đó. Nè. Ngoại hình đó nè ha. Con này đẹp hơn con kia. Đó. Chung là dòng này là dòng cao cấp chứ không phải dòng thường luôn nha anh em. Đó. Có chống trả ngược đàng hoàng nha. Đó, tao bị ớt. Tay quay đổi trái phải nha, mất in da băng. Size 18.000 thì con này bán cho anh em với giá 5 triệu 6 nha, giá 1 triệu 6 giá chưa bao gồm phí ship nha anh em. Đó, anh em thấy được thì ok cứ chốt nha. Rồi thì mình giới thiệu nãy giờ cho anh em là 10 là 8 con máy nha, size cũng khủng không, anh em thấy mình thích hợp con nào thì anh em cứ chốt con đó ha. Anh em chốt qua số Zalo của shop 0767390039, shop có để trên cái màn hình đó anh em. Rồi. Rồi video đến đây kết thúc nha. Hẹn anh em ở video tiếp theo. Rồi xin chào tất cả các anh em.